Má ăn trái cây đi má. Trời đất ơi, giỏi ghê vậy đó. Thôi để con. Để má. Để con, con làm hết được mà. Đó. Rồi, được rồi. Thì không cho tôi đụng tới móng tay luôn à. Rồi, cảm ơn con. Này, ăn miếng dấu đi, ăn miếng dạ đi. Không, má ăn đi. Con nhìn má ăn là con vui rồi. Con nhỏ khéo dễ rồi, khéo luôn vậy đó. Rồi, cảm ơn Bà con ơi. Nha. Ủa, Chi hả? Dạ. Khách nhà con đi xuống. Ừ. Vô đây chơi con. Trời, sao cái cửa rào mở ra rộng quạt không có đóng lại vậy gì bảy, lỡ mấy con chó nó chạy ra chạy vô rồi sao? Ủa sao đâu, mở cửa ban ngày vậy chó thoáng. Dạ gì bảy, đây. Trời ơi, tự nhiên nó cái cây cam nhà con tự nhiên nó sai trái quá, ăn hái mấy trái qua biếu gì bảy. Trời ơi, cảm ơn con nha. Bày khách sáo ghê vậy đó. Trời ơi, nãy giờ con không để ý luôn á. Sao? Dạo này thấy gì bảy mập mạp trắng trẻo nha. Trời, móng tay móng chân sâu nổi chót vậy đó hả? Tới dạo này ăn ở không, có làm gì đâu đó, nên là cái mập ra rồi ăn được cái ngồi uống trà, ăn trái cây rồi đi làm móng đi này kia vậy đó. Số hưởng, số hưởng. Con dâu. Dạ. Nó dành làm hết trơn rồi đó. Bởi... Nó không cho bảy nhúng tới một cái động tới một cái móng tay nữa chứ đừng nói. Dạ. Trời, bởi vậy nói con ra con qua con coi nè, coi nó sốc giác quá nè. Vì bảy có phước ghê luôn. Để bảy kêu lên con. Dạ. Ơi. Dạ. Ờ, lên đây. Chào. Lên chào đó, chị đó, đi con. Chị. Em nghe có khách cái là con phóng xuống làm hai ly nước cam liền. Kệ chị ly, kệ mát ly. Lành lắm con. Dạ. Uống đi con. Dạ. Kệ chị uống nước đi chị, nước cam mát lắm. Vậy là vừa nghe chị kêu là phóng vô làm nước phóng cam xuống làm liền luôn á. Trời ơi. Nó nghe tiếng khách tới thôi là lo làm rồi. Ôi sao mình nó giỏi sốt sắng quá vậy ta. Dạ. Ôi gì má. À, con hồi nãy là con sợ chua con bỏ một mớ đường rồi đó. Sao? Ủa chua hả má? Chua hả chị? Sao vậy? Sao được không con? Có sao không? Chua lắm không? Chua lắm không? Hình như nước cam hơi mặn á kìa. Con, sao bỏ muối vô hả con? Chết chua, trời ơi. Cái hũ đường, cái hũ muối nó giống nhau. Nó trắng trắng mà con lộn. Trời ơi, con đản trí thiệt á. Thiệt tình con luôn á. Con biết tại sao là con lộn rồi. Sao? Tại vì con quên cái mắt kiến. À. Trời ơi, quên cái mắt kiến đi, quên đeo mắt kiến. Vì cận mà thành ra mới nhìn cái hũ này lộn hũ kia. Ủa mà mắt kiến con đâu ta? Mắt kiến? Mắt kiến con để đâu? Chết rồi, đi vòng mắt kiến nó mất tiêu rồi. Nhưng mà cái mắt kiến nào? Cái mắt kính cận của con đó. Mắt kính cận của con phải không? Mắt kính cận đó. Ừ. Có phải là cái mắt kính mà con hay đeo không? Con hay đeo, con có một cái duy nhất mắt kính cận thôi, mất tiêu luôn chị. Cái kính mà viền đen là cái ngọc đồ trắng đúng không? Đúng rồi, nó đó. Bây giờ con đi kiếm liền chứ mà để mất nữa. Ủa gì trên mắt con vậy? Đất ơi, con nhỏ này thiệt tình luôn á. Nó hơi bị đản trí vậy đó con, chứ không sao, dễ thương lắm. Trời ơi, lu bu, hồi nãy là con ở dưới con tưởng đó là con bỏ xuống rồi. Rồi con quên, về đâu, đeo sáng giờ. Nó đeo lên mắt đó mà nó quên. Dạ, chị ơi chơi. Thôi nè con. Ủa, chết rồi. Cái gì nữa? Cái gì vậy? Sắp tới mà quên dẹp đồ. Dạ. Cam, chị mới đem qua cho dạ, đó. Con để con thấy mà con quên dẹp. Xuống cắt ra đi con, cắt ra đem lên mời chị ăn lên. Dạ, chị ngồi chơi vui nghe chị. Dạ. Con, ăn miếng dưa hấu đi. Dạ. Bảy bảy. Hả? Con thấy hình như nó dễ thương. Nó, dễ thương, sốt sắng. Cái gì cũng dành làm hết trơn á. Lanh lẹ quá. Nó quá lẹ ta. Ủa? Chị, trời ơi, lâu quá không gặp, từ hồi bữa mà đám cưới xong mà cũng chắc cũng 2-3 tháng rồi hen. Đẹp ra đó, trắng trẻo ra đó. Chị cảm ơn em nha. Dạ. Em cũng đẹp mà hôm nay thấy bữa khác quá. Khác so với bữa đám cưới nhiều lắm luôn á. Bữa đám cưới là mình giữ ý rồi cho nó khép nép dịu dàng. Giờ mình phải tháo vát để còn mình phụ giúp mẹ chồng mình chứ. Đúng dạ. Rồi, đúng rồi. Chết. Cái gì nữa? Xuống mà gọt lên ăn mà cái tự nhiên đi vòng cái quên. Trời ơi, đản trí hết tất. Xuống lấy. Dạ dạ. Rồi biết con hay quên rồi, xuống lấy. Cái gì nữa? Cái gì bình tĩnh con. Điều này nguy hiểm không nữa? Cái gì nguy hiểm? Cái nồi cá kho tiêu. Sao? Con để quên lên dưới rồi. Chị ngồi chơi vui vẻ nha chị. Chị biết rồi. Ngồi chơi vui vẻ. Bé biết rồi, bé biết rồi. Tất cả cũng bình tĩnh, không phải lo lắng gì hết. Tất cả mọi người bình tĩnh. Con mới đang mất bình tĩnh đó. Không. Đúng rồi, con đi nha. Đi. Trời ơi, có nó trong nhà vậy mà vui. Ôi, con bé nó làm con rất là bất ngờ. Dạ, nó vậy đó. Dạ. Ai quên trước quên sau nhưng mà được cái dễ thương, vui dạ. Chứ có gì hết trơn á. Có nghĩa là chết rồi, chết rồi. Sao vậy em? Mọi người bình tĩnh, không có gì lo lắng hết. Đang rất bình tĩnh. Bây giờ mọi người bình tĩnh chưa? Có con chưa bình tĩnh á. Không lộn rồi. Lộn cái gì? Mặc dù đã đem mắt kiến cận nhưng mà vẫn lộn giữa muối với đường. Bây giờ nồi cá nó quá mặn luôn. Bây giờ sao má?
Sao má cái gì? Má đã dặn con rồi, làm cái gì cũng từ từ, từ tốn mà làm thôi. Con cái hấp ta hấp tấp làm cái gì để hư bột cái đường hết vậy? Thôi bây giờ cá mặn rồi, lỡ rồi không sao, em cứ bình tĩnh. Em đổ thêm chút xíu nước vô ha. Em nếm sao mà cho nó vừa ăn lại là được. Đổ thêm nước. Dạ đổ thêm nước. Chứ có gì đâu hoảng hốt. Chết nữa. Cái gì chết hoài con? Hồi nãy sao? Má định đi làm nail làm móng rồi mà nãy bưng nồi cá khô tiêu gấp quá, phỏng tay luôn, không làm được luôn. Trời ơi, có sao không? Trời ơi, coi chừng nè, nó rập rập, nó đỏ lên hết trơn rồi nè. Nha, đi vô nhúng người nó làm nữa? Đi. Sao cái con này nó cứ làm mình hết hồn hoài à? Cái gì? Chết rồi. Chết cái gì nữa? Cái này là chết thiệt rồi chị ơi. Sao ai chết? Chết rồi. Sao con? Mới cưới nhau 2 tháng thôi. Giờ mất tiêu của nhẫn cưới rồi. Cái nhẫn cưới coi trên tay coi. Mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, cái này là chết thiệt. Không, chết rồi, trời đi kiếm rồi. Đi mất cái nhẫn cưới là chết rồi. Thằng Nam nó la chết luôn. Mất nhẫn là không có hên đâu. Bây giờ nè, bây giờ nhớ coi, cô nhớ coi, cái lần cuối cùng con đeo nhẫn là lúc nào? Lúc cam nè, em đem dưa hấu nè, nước cam nè. Lúc hồi nãy là quậy nồi cá kho tiêu. Hả? Mà phải không ta? Đừng có nói là rớt con nồi cá nha. Thôi chết rồi, bây giờ mọi người bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh, không có gì phải nói hết. Đừng rối. Con mới đang rối, còn lại đi con ngồi đây. Con mà chạy đi con kiếm nó là hư bột cái đường hết. Để má xuống má coi. Thiệt tình luôn á. Bây giờ chết rồi. Bây giờ mất chiếc nhẫn là chết hết luôn chị ơi, là đúng chồng rồi, đúng chồng rồi. Em về là nhằn em chết. Chị hiểu bây giờ chị mới cưới mà không có được mất nhẫn cưới. Trong cái nồi cá má quậy lên quá thấy. Sao rồi bây giờ vậy? Kiếm coi. Bây giờ mọi người bình tĩnh đừng ai rối hết. Em được. Đừng có rối, từ từ kiếm ha. Bây giờ cái từ từ đi, hồi nãy bây con giờ có trong mở nhà cái thôi, lên. Nó là ở trong con nhà cắt trái cây, con có để trong cái kia trái cây không? Pha nước, coi có trong ly nước không? Cũng không có. Đâu có đâu nè. Bây giờ con rối, bắt đầu con thấy rối, con bắt đầu bây giờ con mới rối nè. Bây giờ con ráng nhớ coi là con đeo nó lúc cuối cùng là ở đâu. Rồi con có. À! Em nhớ rồi chị. Đâu, em nhớ làm sao? Là hồi sáng này là em ngồi em giặt đồ mà em sợ là xà bông nó trơn quá nó rớt chiếc nhẫn rồi em tháo ra. Đó, thấy chưa? Con nhỏ cẩn thận vậy được. Nhưng mà con không nhớ con để đâu hết á. Trời đất ơi. Vậy cũng như không. Đó, là bây giờ con nhớ được tới đó là xuất sắc rồi đó. Bây giờ em khoanh dùng cái chỗ mà em ngồi giặt đồ coi. Bây giờ ngồi có cái thềm có gỡ ra. Rồi bỏ đâu? Có không? Móc ra coi. Trời ơi, chiếc nhẫn này. Để không túi nữa. Đeo liền đó, vô. Là sợ rớt, là kỹ quá bỏ túi quá. Thấy không? Trời ơi. Lấy ra bỏ vô túi rồi cuối cùng không nhớ, có thấy không? Bởi vậy má nói rồi, cái tính con là hay quên. Đó, mà cái chuyện gì cũng dành làm hết trơn á, rồi á, làm cái gì cũng hấp tấp, cuối cùng không đâu ra đầu, thấy không? Không phải đâu, tại vì chị biết không, tâm lý mà vừa mới về làm dâu á chị, là em sợ lắm. Em sợ nhiều khi là hả má mình là không có hài lòng về mình, nên cái gì em cũng cố gắng hết, mà gặp cái tính đản trí nữa, nên nó làm đâu cứ quên đó, thành ra chắc má em buồn em á. Không có, má biết mà. Má biết á là con mới về làm dâu, con cũng muốn chứng tỏ cho má thấy á, con á là vợ hiền dâu đảm đúng không? Dạ. Đó là trong nhà cái gì cũng làm được hết. Nhưng mà cái gì cũng vậy, mình làm á thì phải sắp xếp thứ tự, làm cái từ tốn làm. Chứ má đâu có ép con á là phải làm cho hết việc nhà đâu. Cái chuyện gì mà gặp khó khăn á thì để má phụ con tay. Chứ hồi xưa á con chưa về làm dâu có một tay má làm chứ ai, đúng không con? Dạ, đúng rồi đó. Thì má em á coi như là cũng như là chị coi như là má vậy đó. Dạ. Tôi nói hồi đó giờ dì Bảy một mình ên làm hết cũng gọn gàng lắm. Đó chị mới qua chị coi là dâu mới về nhà sao. Tại nghe nói dì Bảy sướng lắm, dâu làm hết. Nhưng mà đúng là dâu làm hết thiệt, nhưng mà em phải từ là chút xíu nữa. Hồi xưa chị mới về nhà chồng chị cũng vậy, chị cũng ào dành làm, cuối cùng cũng hư bột hư đường. Rồi má chồng cũng phải dạy lại từ y như là má em dạy em bây giờ vậy đó. Dạ em biết rồi, con biết rồi má. Có gì cái từ làm nghe không? Má đâu phải là bà mẹ chồng mà khó khăn khó tính gì đâu mà cái phải sợ vậy chứ. Dạ. Thôi ăn dưa hấu đi. Chết. Cái gì chết nữa? Con bắt nồi cơm mà quên đổ nước vô rồi. Con khoan, dù nào có chết, hồi nãy lúc má xuống má kiếm chiếc nhẫn cho con đó, má thấy cái nồi con cắm mà con còn bỏ nước, má bỏ nước vô cho con rồi. Con cảm ơn má. Dạ, ước gì có phép nghỉ. Ủa, đâu hả? Anh đi làm chứ gì đâu, hỏi kỳ.